Dạ thì em cũng đến bờ bơi lội cũng là một cái duyên và một cái suy nghĩ trong đầu của em lúc còn em còn đi bán vé số với gia đình đó. Mỗi ngày em phải đi qua đò từ quận 2 qua sông Sài Gòn để đi bán vé số. Em ngồi trên ghe em nhìn không biết như là hỡi như một ngày nào đó cái tàu lớn nó chạy ngang nó sóng rồi nó úp chiếc ghe xuống, lúc đó mình sẽ như thế nào, ai sẽ cứu mình đây ta. Em cứ suy nghĩ như vậy hoài luôn. Cái sau rồi lúc đó là vào một dịp hè, lúc đó em cũng 18 tuổi rồi, em phải tự động đi tìm câu trả lời cho mình mới được. Em mới lắc cái xe lắc ba bánh, em lắc đến cái hồ bơi Lam Sơn. Em đến đó em xin học bơi. Khi em đến đó cái em rụt rè, đây là em sợ là người ta không có nhận mình, tại vì mình quá đặc biệt, chỉ có một tay thôi à. Cái xong rồi em tới, em nói dạ chào chào cô, con muốn đăng ký học bơi nhưng mà không biết ở đây có dạy những người như con không. Cái xong cái cô ghi danh kêu đợi cô xíu, cái cô kêu ra một ông thầy rất là cao to. Mà em nhớ ấn tượng là thầy em tên là thầy Nguyễn Huệ, cao to mà. Cái này ai muốn học bơi? Cái xong em rụt rè, dạ con không biết là thầy có dạy người như con không và con cần những cái gì để học bơi. Cái xong thầy mới nói tôi chỉ cần ông siêng năng thôi, tôi sẽ dạy ông bơi được. Trời lúc đó em vui lắm anh. Và anh mình có biết không, em đam mê và em thích đến nỗi em học có 5 ngày thôi à, em đã biết bơi rồi đó. Wow. Mà lúc đó em cảm giác em vui lắm kìa. Mà em không nghĩ là em sẽ bơi được với một tay như thế này. Lúc đó em chưa có nghĩ đến là em sẽ trở thành một vận động viên nữa. Rất là hay đúng không? Quả thật là đời rất đẹp. Đối với em là em luôn luôn gặp được những cái người mà tạo cho em những cái niềm tin và dạ, những cái đúng động rồi. lực, đúng không? Rất là may. Bây giờ anh thử xem món đồ thứ hai. Dạ. Lấy ra xem là có gì bí mật với em nha. Wow. Wow. Quá nhiều luôn nè. Em hãy kể cho mọi người nghe về những tấm huy chương này của em nè. À thật sự thì em sẽ tóm tắt nha. Tại vì em thi đấu cũng được 13 năm rồi, cũng trên dưới 40 huy chương rồi. Đây là những cái tấm huy chương đều có giá trị với em hết. Những tấm huy chương nào cũng quý hết. Rồi em ấn tượng nhất là cái tấm huy chương mà nặng nặng anh đang cầm đó. Cái này đúng, dạ, anh cũng đang thắc đúng mắc rồi. là không biết đây là tấm huy chương gì đây. Dạ, đây là một cái tấm huy chương của một cuộc thi Spartan. Là cuộc thi vượt chướng ngại vật trong vòng 5 km. Ngày xưa là mình chỉ có bơi thôi. Bây giờ mình lên bờ nè. Mình sẽ cùng nhau là đi bộ vượt qua những cái địa hình xấu. Rồi sau đó mình lăn lê qua kẽm gai. Và thực sự đến cái cuộc thi này em cũng rất là hồi hộp, không biết là mình có hoàn thành hay không. Nhưng mà các anh bảo là em cứ tham gia để truyền cảm hứng cho mọi người, lan tỏa tinh thần thể thao. Khoan cho anh hỏi một chút xíu là vậy là cái cuộc thi này là dành cho người khuyết tật hay là dành cho tất cả mọi người? Dạ cuộc thi này là dành cho những người bình thường đam mê thể thao. À tức là ai cũng có thể tham gia. Dạ đúng rồi. Vậy mà em mạnh mẽ, em sẵn sàng tham gia luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi, quá là bất ngờ luôn quý vị ạ. Cảm ơn Lợi, những chia sẻ của Lợi về những tấm huy chương nó cũng là cái nguồn động lực cho rất nhiều người. Dạ. Để có thể tự tin vào luyện tập, để có thể có một cơ thể khỏe mạnh, đúng không? Dạ đúng rồi.